bao ngon chứ không bao đổi, nhưng nào không ngon mới đổi. Rồi xem một trái đi 6. Dạ, bao ngon chứ không bao đổi. Mới nhanh tầm tầm để đủ video rồi. Nãy thì bao nhiêu? 240. Muối nhiều lắm á chị, sầu thái vỏ mỏng muối nhiều lắm. Sầu thái không như nó tròn như ghi được. Nhưng mà cái này bảo đảm chị muối nhiều.
tấn luôn đúng không? Đồ dạ ơi. Rồi con mua mà sao lấy cặp với dưới canh. Anh nói tiếng lắm, cắt tên tiếng. Tưởng vô mùa chứ. Lễ mà không nghe mấy anh có chương trình gì vậy? Ừ. Lễ mà không có chương trình gì kìa. Đầu tiên kìa. Lễ mà không có chương trình vậy? Ngày giải phóng đất nước mà mấy anh không có hưởng ứng gì hết trơn. Có ngày đi làm không? Anh đừng để em tiết lộ thân phận thật của anh ra nha. Anh làm vẫn bốn lương còn. Còn mấy anh YouTuber này không nào mà tập thường đâu. Giám đốc có giám đốc không à? Đốc người ta làm á. Ở chai ra hai ba lần. Tự tố lẫn nhau à. Ê sao cái gì vậy anh? Quà cho ngày hôm qua này sao mà cái 65 cái quà nhỏ hơn Đức cần 72 cái mắc hồn quà nhỏ thôi ngày mai nhỏ mai ăn đúng không? Ok lại cái này nào tôi bắt không ăn nữa bây giờ em để tôi mới lại con xuống luôn cái cơ địa nó vậy rồi không ngày hôm qua đỡ hay là cái bụng lên nó giảm. Hai ký tư 15 313 lấy 310 không khui không khui nha tụi con. Cô ăn sầu riêng gì cô? Cô ăn sầu riêng cái nhỏ cho mà ăn đấy. Mà ăn ghi sáu hay là thái nhiều bé. Ăn sầu riêng sáu hay sầu Thái Lan? Muốn hoặc về sầu Thái Lan cũng được. Yeah. Ok. Sầu Thái giờ có cái nhỏ luôn. Cái này 200 ngàn. Cái này bao nhiêu muối luôn? Mềm mà nghe. Dạ mềm. Em có bao nhiêu muối? Cái đó con mới khui ra nó trúng mà. Mềm. Bình Khánh à? Ở dưới...
cũng xem clip rồi cô. Nên mua đúng trái sầu riêng trả về thôi. Mình còn biết nha, giờ về lấy sầu riêng giờ được đúng không? Pha với nước cơm được. Anh em tắt nhẹ cho anh nha. Chợ Bến Thành đẹp quá. Dạ, mới sơn lại. Chợ Bến Thành mới sơn lại. Chợ Bến Thành đó hả? À, đúng rồi. Bao nhiêu anh? 210 anh. Lấy 200 được. Lấy luôn 200 luôn. Lấy luôn, chơi anh luôn. Đẹp luôn. Rồi về pha với nước cơm thôi, với sầu riêng với lại cái cà phê. Cà phê. Cà phê. Sầu riêng. Với nước cơm. Uống vô đầu bụng cho. Nước tương. Nước tương hay nước cơm? Tương. Tương nghe. Nó được ăn những con. Thiếu nghệ. Thiếu nghệ nữa. Rồi để bật lại coi cho nhỏ coi. Ừ. À, coi coi lại cái giá thôi. Chờ xíu cho cô để coi xíu. Chia sầu riêng gì vậy? Lấy cái nhỏ bị lỗi á con. Chú mới test đó. Giờ chú mở lại. À, có cô đang nhậu sầu riêng đó kìa, sau lưng kìa. Em khách thì khách vô kìa. Đó. Do nó bị lỗi thì nhớ. Bên đó có thấy không anh? Bên đó nhìn thấy cô không? Thấy. Thôi đừng bẻ rồi thấy mặt luôn. Đó, vậy chính xác rồi đó. Thấy vui không? Cái bình luận luôn nè, quá trời luôn, 1.300 người đang xem trên kênh cá nhân của Thanh đấy các bạn. 220. Ok, hello anh đẹp trai Trần Phu Ngân. Ngon mà xa quá. Ở đâu mà xa vậy bạn Đông Trung? Xa thì quay đi 6 rồi hả chị? Về coi cuộc sống Sài Gòn TV nha. Xa thì có shipper nha, Đông Trung. Wow. Cái này là cái ly 6 nha mọi người. Em thấy bự bự. Em ăn với anh ơi. Ok, hả anh Hồ Anh tới 4:15 các bạn tám gặp thầy Thanh, thầy anh Trang. 495 nha chơi chị. 3 ký 560. 498 tới 495. Quá người quá trời người đang xem kênh cá nhân của Đại Thanh. Các bạn thấy Đại Thanh biểu diễn quân sầu riêng bé không? Chào Sang Trần nha, chào Lây Lê. Fan của Thanh ngồi sầu riêng mà căng thẳng quá trời. Fan của Thành quá trời luôn. Quen ít mà, ít bạn mà. Đây quý vị, đây là cái Thái nha mọi người các bạn. Đó. Thành Thanh có việc kêu là quên chọt xong giúp. Không. Thái luôn này ngon này. Chất lượng á. Vỏ mỏng nữa. Vỏ mỏng à. Hello Idol, sang Trần Hello Idol nha. Trời Idol quá trời luôn trời.
Nguyễn Hoài, Nguyễn Quyền Trang chào chào đại gia. Đại gia chào đại gia kìa. Dầu xương á. Dầu bột xương hả? Dầu bột xương. Chia sẻ cho thầy Thanh nha các bạn ơi. Cuối xuống cho idol, mấy idol thấy thấy cái mặt thầy Thanh xuống. Thầy Thanh quy như thế là quy nằm sát bàn rồi quy luôn. Nằm sát bàn.